nhậu say về nhà mở nhạc ồn ào, bị hai người hàng xóm đến chửi đánh yêu cầu tắt nhạc, người đàn ông liền lấy kéo đâm chết một người. Người đàn ông đó chính là Huỳnh Văn Điều, 58 tuổi, ở xã An Khánh, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre. Ngày 3 tháng 5 năm 2022, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Bến Tre cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án và quyết định tạm giữ hình sự trong thời gian 3 ngày đối với Huỳnh Văn Điều để điều tra về hành vi giết người. Theo hồ sơ vụ việc, trưa ngày 2 tháng 5, sau khi đi nhậu về nhà, Huỳnh Văn Điều mở máy phát nhạc để nghe. Đến khoảng 17 giờ cùng ngày, ông Huỳnh Văn Thanh, 58 tuổi, cùng anh Nguyễn Hoàng Phương, 31 tuổi, là hàng xóm của Điều đến nhà chửi và yêu cầu Điều tắt máy phát nhạc. Khi Điều đi ra sân để nói chuyện thì bị ông Thanh và anh Phương ném đá vào người. Điều liền vào nhà cầm kéo đi ra thì tiếp tục bị ông Thanh và anh Phương đánh. Trong lúc xô sát, Điều dùng kéo đâm nhiều nhát vào người ông Thanh và anh Phương. Hậu quả là ông Thanh tử vong tại chỗ, anh Phương bị thương tích nhẹ. Sau khi sự việc xảy ra, Huỳnh Văn Điều đã đến công an tỉnh Bến Tre đầu thú.